hồ đồn đại khai phong phủ danh chấn tứ phương, từ già trẻ gái trai đâu đâu cũng có người xinh đẹp. Nam thì anh hùng hào kiệt, nữ lại quốc sắc hiền hương, công thì oai phong dũng mãnh, thụ lại sắc sảo giỏi giang, từ quan chí dân đều khiến người ngưỡng mộ. Đứng đầu phải kể đến phủ Doãn Khai Phong, Long Đồ Cát đại học sĩ Bao Chẩn, thanh minh liêm khiết, yêu dân như con, ghét ác như thù. Sự đất nhỏ, trao nghiệp mạng thái xuân. Dưới trướng ba đại nhân còn có Ngự Miêu Triển Chiêu, hộ vệ khai phong phủ, anh Tuấn Hòa Nhã, luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người. Chuyện hay là xem vào việc của người khác. Phiêu Bạc Giang Hồ, Cẩm Mao Thử, Bạch Ngọc Đường, mỹ danh Lan Xa, tính tình cổ quái, lạnh lùng khiết phích, nhưng vẻ đẹp và tài năng đều khó ai sánh bằng. Đặc biệt, luôn ôn nhu với con mèo nào đó, sở thích cũng uống rượu và phá án với Ngự Miêu Triển Chiêu. Quan phụ đã thế, hoàng thân quốc thích cũng không kém, mắt xám tu la, cửu vương gia Triệu Phổ, danh chấn thiên hạ. Tuổi trẻ đã chinh chiến khắp nơi, khiến ngoại tộc nghe tin đều lo sợ. Tài năng đánh giặc đã thế, công phu lưu manh mặt dày, trêu ghẹo dân nam nhà lành cũng cao hơn nhiều bậc. Cuối cùng là Diệu Thủ Thần Y, công tôn sách, nho nhã uyển chuyển, sắc sảo thông minh. Chỉ một cái liếc mắt cũng có thể khiến cửu vương gia Triệu Phổ danh chấn thiên hạ phải ngoan ngoãn nghe lời, người người khâm phục. Các chị bằng hữu, nếu đã đi nghe, xin dừng chân ghé lại, khai phòng phủ luôn đón chào. Cô nương, nàng có sao không? Tránh ra, ta là nam. Nhìn xinh đẹp như vậy, ta tưởng là nữ. Tiểu tứ tử, con nhớ kỹ tướng mạo này, sau này trông thấy thì đi đường vòng, không phải sắc lang thì cũng là lưu manh. Nè, sao ngươi hung dữ quá vậy? Ngươi chết ngươi đi, ta ghét cái ai nói ta như vậy. Muốn ngứa, ta với ngươi cùng ngứa. Ngươi làm gì vậy? Mau buông tay ra. Không xong rồi, mà đừng nói thuốc, sẽ không xử ngươi đứa bẻ này. Được, ta bế ngươi đi ngâm thuốc giải. Thả ta xuống, ta muốn tự đi. Tủ tài gặp nhà binh, lần đầu gặp gỡ đã là oan gia ngõ hẹp. Ai biết sau này lại trở thành yêu ương đời đời hạnh phúc, vĩnh kết đồng tâm. Triển hộ vệ. Có thuộc hạ. Vừa có bẩm báo, Thanh Sơn Tự ở Thường Châu có hung tăng làm loạn, người mau đến giúp đỡ cho mọi người. Thuộc hạ tuân lệnh. Triển hộ vệ, nơi đó khá nguy hiểm, người phải cẩn thận. Thuộc hạ đã biết, đa tạ đại nhân. Đêm nay đã thất tình, không biết nhà ai sẽ xuất hiện được gì tốt đẹp đây. Khai phong phụ Triển Chiêu tạ ơn nữ hiệp đã giúp đỡ. Sao ngươi lại tấn công ta? Ta là nam. Đắc tội là do nhất thời nhầm lẫn. Xin để lại danh tính, ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Không cần quan tâm, ta là Bạch Ngọc Đường. Thì ra là Bạch Ngũ Gia của Ngũ Thử Hãm Không Đạo. Đã thế, tại hạ xin mạng phép cáo từ. Khinh công nhanh nhẹn, thật giống Miêu. Vì một câu nói vô tình liền trở thành Ngự Miêu, món nợ này nhất định phải tính sổ. Số phận đã định, hắn sẽ cùng ngươi dây dưa, làm hảo bằng hữu cả đời. Bạch Ngọc Đường, ngươi có đồng ý không? Tần ngủ, nếu đã đi nhà thì hãy dừng kim ghé lại, khai phong phủ luôn đón chào.